Ây da. Dạ thế. Ui ấy như kiểu khoai lang ấy. Ây da, một đứa đi ăn thử em hả? Thử bổ dọc ra 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 là xem nhá. Bổ ra xem là như kiểu khoai lang ấy nhỉ. Ừ. Đó. Ấy, giống kiểu xoài chua. Mày. Ui. Ui. Để em thử chút. Thử xem nào. Ăn như kiểu mít sống ấy nhỉ? Ăn như kiểu khoai lang ấy. ăn sầu non nhé mà, à không phải sầu non mà sầu à? Mít tỉ. Ừ, sầu kiểu lớn rồi ấy, nhưng chưa chín á. Thơm thơm anh nhỉ? Không thối nhá, thơm thơm. Ăn nhiều, đây là cái mọi người ăn bổ thử ăn mà xem nhiều quả. Đây là bánh sầu ấy, bánh sầu riêng ấy. Ăn đúng vị khoai lang. Trời ơi. Ăn hay lắm mọi. Nhưng mà nấu kiểu gì nhỉ? Lấy cái nào nấu? Lấy sơ hay là lấy quả? Lấy chất. Thế còn hạt? Hạt cũng đâu mà hầm, ăn được là ăn. Chắc là ăn được mà, hạt mít anh được ăn hạt mít chưa? À ừ. Hạt mít còn ăn được cơ mà. Thế thì bổ to hay bổ nhỏ? Đấy, bổ như thế. Lâu mà. Bổ to như này á? Ừ. Nếu mà bổ nhỏ thì nó rơi hết miếng ra. Đúng rồi, để này xong tí anh em mình ăn muối. Anh này em chẳng kiến đâu. Nhưng mà lấy lõi chứ ai lại lấy cả vỏ nhỉ? Không, người ta ăn lõi hoặc ăn vỏ thì mình ăn cả vỏ cả lõi. Uầy, nhiều quyết đấy. To hơn rồi, to mà hầm. Thôi. Thì nước đi rửa. Nào. Cái bỏ lõi gì chứ nhỉ? Không. Hả? Để tất mà. Anh cứ thử nghĩ em một lần em nào. Okay. Vua đầu bếp mà. Đấy. Bỏ đi. Ui. Ui, chắc là nấu cũng ngon đấy. Hay mình nhiều quá không nhỉ? Thử nghiệm thế này thôi. Ừ? Thử nghiệm thì cái này đường nào chả thế. Nhớ đâu nó ngon thì ăn được tất. Ừ. Nhưng mà chắc là ngon đấy. Ui, miếng này nhìn ngon nhỉ, như kiểu khoai lang ấy. Hay là cho cả quả vào. Gọt nốt của quả này tống cả quả vào. Ê anh ơi. Hả? Cái này như kiểu là lốp ô tô. Lốp ô tô là nào? Anh vừa cắt được mà xem như kiểu lốp xe. Ăn này có vị gì đâu. Hay là người ta chỉ lấy lõi thế nhỉ? Dài lắm. Không ăn được. Không ăn được này. Ừ. Khả năng là chỉ lấy cái muối của nó thôi mọi người ạ. Đúng rồi, cái này dài lắm mọi người ạ. Bỏ vỏ đi. Bỏ. Chứ ai chơi cả vỏ. Chơi cả vỏ người ta chỉ ngu ấy. Thì hai thằng ngu thật mà. Không biết cái gì đâu. Đây, bỏ vỏ lõi, bỏ hạt đi. Lấy mỗi cái này thôi nhá. Mình sẽ lấy mỗi cái này thôi. Lấy cái muối thôi. À, nhưng mà lấy một cái muối nhưng mà để một cái... Làm tao thử thấy... một cái. Ừ, nhưng mà tao thấy cái vỏ này cũng được mà. Ừ, cứng lắm. Cái người ta xào là xào cái gì đấy. Chắc là người ta nấu cái này này. Ừ, khả năng là nấu cái này chứ ai đi nấu. Ai đi nấu cái này. Cái này như kiểu lốp ô tô ấy mọi người ạ. Chắc chắn. Thôi, nấu cái này nhá. Ok. Nấu muối. Nấu muối. Chắc là ngon đấy. Nấu muối vừa đẹp mắt làm vừa kìa. Bóc đi. Ui, muối nó to. Ui, trục. Ui. Đã nhỉ. Quả muối này mà lúc chín mà cằn thì thôi rồi. Đem con dao đi em cày. Kia ông nhỉ, bỏ hạt nữa nhỉ? Không. Chị phải bỏ hạt đi chứ. Có hạt mới đâu, đến lúc ăn thì mình bỏ. Nhưng mà sợ hạt nó đắng. Không đắng đâu. Bỏ hết để lấy muối thôi. Cái này dài lắm mọi người ạ. Tí nữa mình sẽ thử cái này nên là sẽ nấu ngon cái món này.
Còn cái món này mình sẽ nướng cả quả thử ăn cùi nó xem như thế nào nhá. Đấy, tất cả của anh em mình đấy nhá. Thế nấu riêng hai món này còn quả này nướng. Nhưng mà mình phải thử một tí cùi và xem là mình vẫn nghĩ là cùi nó ăn được đấy. Hãy làm anh em mình hôm nào làm một cái món này đây. Ừ được, hôm nào chè trâu. Bây giờ sẽ đi chè vỏ sâu đi. Bây giờ sẽ đem đi xào ra xào đấy trước. Bác bê đi. Ok. Bây giờ phải đảo xương trước mọi người ạ. Nấu như kiểu nấu canh bí luôn. Đây. Nhưng mà ta định vào gì nhỉ? Nướng cái kia lâu hơn hay là nấu cái này lâu hơn nhỉ? Thôi bây giờ mình cứ nấu món này trước ra, tí nữa cái món nướng tí nữa đặt luôn lên đây nướng luôn. Đúng rồi. Trong lúc anh em mình thưởng thức cái món này thì sẽ đợi món nướng luôn. Đấy. Thơm thôi. Món này chắc chắn là ăn được anh ạ. Ngon đấy. Ra chín rồi mình ra mình chén thôi. Ui chà. Đấy, chà chà. Không biết làm gì ra gì không anh nhỉ? Điên à, tao thấy hấp dẫn lắm. Hấp dẫn đấy. Đây là cái bước quan trọng đấy mọi người. Tầm khoảng, mình nghĩ là nếu mà như bí ấy, thì cho nó sôi trở lại một lúc để cho nó bở quả hạt bí. Nhưng mà sâu thì thôi mình cứ canh thôi. Đợi đến lúc nào được thì mình sẽ cho ra. Như một tí. Tuyệt vời lắm. Quá tuyệt vời luôn. Úp lại. Quả cung chơi chơi chưa? Quả sâu em chưa chín đâu. Bây giờ đợi quả sâu nướng của Mao Đệ nữa. Với lại cái này sẽ cùng một thời gian là anh em mình sẽ thưởng thức hai món này thử xem nó sẽ như thế nào nhé. Trong lúc đợi cái món đằng kia nó sầu riêng nó chín, bây giờ anh em mình sẽ khui thử. Không biết chín đâu anh nhỉ? cho mâm lên đây cho nó dâm. Rồi, anh em mình lấy kéo bị ép nó chín đấy. Ui, mùi mềm nhũn, nó mùi như kiểu. Mùi giống kiểu sắn nướng anh nhỉ? Ờ, đây, khui hàng. Con này bổ cái gì? Khui theo ngấn nó ấy. Ngấn đấy. Hay phết đấy, nướng quả sầu riêng xanh. Đấy, anh ơi, ở bạn đít này có cái lỗ này. Đục luôn đi. Người ta nướng sầu riêng chín, anh em mình nướng sầu riêng xanh. Đấy, đã thấu đít rồi, cứ bổ vào đây. À đây, bổ theo đường nước nó nói chứ nhỉ. Trời luôn. Bổ như bổ mít. Ui. Cái gì vậy? Hạt nó vẫn như kia đấy, không ăn à? Hay là anh bổ không đúng chỗ? Bổ không đúng chỗ. Đây. Bổ phết phát nữa. Căng thẳng đấy nhỉ? Ui, hình như vẫn mày thế. Mày tay chạy người moi đi. Đây à? Em thấy nó vẫn thế. Đâu, có một tí. Anh nghĩ phải đốt thêm đấy. Đấy, tay sạch mau ra. Anh em mình lỗi rồi. Tay sạch mau ra. Ôi. Ngon. Nào. Bỏ. Ui, mềm mọi người. Ở đây cứng nha, thịt nó lại mềm. Cắt ra. Cắt đi.
Rồi. Đấy. Thả vào đây, tí nữa vào trong kia thưởng thức của mọi người luôn nhá. Bổ 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 cho dân nướng ấy. Cái món này là cái món gọi là ảo nhất này. Ui, cơm nó chín rồi. Ui. Ui. Đây. Đấy. Cứ thật khéo mọi người ạ. Anh xèo đi. Rồi, nào. Quả muối này ăn chiến nhỉ. Ai bảo cái. Thôi. Không sao. Hơi nhom nhem. Rồi. Vậy ăn thử cái này đã. Rồi mới thử miếng cả. Mình sẽ thử một miếng nhé mọi người nhé. Ui. Này như là công ty ở xúc ấy. Thơm lắm, thơm như mùi. Thôi em thử trước. Mùi mùi sữa kia ấy, nó không mùi đấy nữa nhá. Nó không mùi thung thủng đặc trưng của sầu riêng nữa. Mời mọi người nhá. Béo mọi người ạ. Ăn nhiều bánh trưa ấy. Bây giờ đặt bánh trưa luôn mọi người ạ. Chuẩn luôn. Ăn giống kiểu bánh trưa thật. Ăn giống bánh trưa đó mọi người ạ. Alo. Giống quả trứng gà ấy. Nhờ. Ăn giống cái quả trứng gà ngoài miền Bắc này. Lê Kim Ma đấy. Một cười á. Mà ngon quá đấy anh nhờ. Đều béo ấy. Đều béo thơm thơm ấy. Đấy này. Ui trời. À đấy. Ăn béo lắm. Ngon. Ngon. Nóng quá. Nhưng mà chắc mình nghĩ là nếu mà sầu riêng nó chín rồi nướng sẽ ngon hơn đấy. Rồi. Rồi, ok. Rồi ba, lấy ba để cho nốt ra cái món kia ra nữa nhá. Yeah. Món này mới là món chính đây này. Ai, anh ơi, em nghĩ xéo lại vị của nó giống kiểu là chân giò sữa ấy anh nhỉ. Cái này mới là bổ sữa này. Ngon lắm. Thật luôn. Cho vào chén này. Không biết đủ đấy chưa nhỉ? Xem thử miếng sầu đã. Ngon không? Tao thề mày nhá, ăn béo ngon như kiểu khoai củ từ, củ từ, củ cặp ấy. Thế mang vào đây, mang vào chén đây anh ơi. Đây, Tư, cầm lấy cái này, con đổ ra đây. Đấy, anh em mình, mang vào nấu cơm ăn luôn. Em đói lắm. Trong có cơm rồi. Anh em mình mang vào ăn cơm luôn mọi người nhá. Cho cả nhà thưởng thức cái món này đặc sản là vậy. Món này mới là món ngon đây này, thấy chưa? Ấy sao? Ui, cho em một bát. Thử cái món này trước nha. Ui, kêu cái móng anh ơi. Đây này, từ từ. Đấy, thấy chưa? Ui. Ngon chưa? Vậy đấy. Đây, cho mẹ thưởng thức món này trước xem nào. Từ ăn. Mẹ mình là không ăn được sầu riêng nhé. Kiểu không biết ăn sầu riêng nhưng mà món này mẹ ăn thử xem nào. Mẹ ăn thử món này nhé. Không phải ngửi. Ngon lắm. Giống gì? Không giống sầu riêng đâu. Giống cái gì? Ăn mạnh vào hẳn một miếng sầu riêng to xem nào. Bà này ghê, sầu riêng. Ăn thử một miếng sầu riêng to xem nào. Nó giống củ gì? Thế củ gì? Bà. Giống củ từ. Đấy đúng rồi. Củ từ mọi người biết củ từ không nhỉ? Nó như kiểu củ quả. Củ từ củ cọng. Ngon đấy. Củ sâu ăn mùi. Bà thử ăn miếng xương cho ngon không? Rồi cho mình cái móng móng à. Đây, móng đấy. Đây móng đây. Đây móng rồi. Củ xương ngon ngon lắm. Đây. Bự ạ. Bự. Rồi. Đấy là bà để sơ nhá mọi người, nếu cảm giác nó kiểu vẫn ghê nên mình thử ăn cho em một. Chứ ăn miếng nào. Ăn thử mà xem. Để tao thử một tí. Bở á. Ăn ống củ cừ không? Bở nhỉ. Có mọi người ạ. Đây. Đấy cả mọi người nhá.
Đây là cái miếng mà anh em mình định cho vào tắt lên. Đây là cái miếng miếng sơ, miếng cùi á. Mình sẽ thử miếng cùi xem không biết là ăn được không. Ăn được. Nóng chưa? Đổ ăn chú ạ. Ăn mà. Ngọt. Cái cùi nó ăn. Đây cho mình thử. hơi nhầu tí rồi. Mà thử xem. Nó giống cái gì sơ sơ nhỉ? Đây là giống vị cụ. Đây giống vị cụ từ với lại giống cái kiểu sắn dây ấy. Cái sắn sắn dây mà leo lên mà có củ sắn dây mọc ở dưới ấy. Nhưng giống mà cái này ăn là phải nhả ba mút nước. Không kiểu hầm chân giò nó mất mấy cái mùi sầu riêng. Không phải, đây là sầu riêng non. Đây là mấy anh ở trong bảo con nấu kiểu này đi chứ không biết nấu kiểu này đâu. Ngon lắm. Ngon á. Đây. Thật sự là đi vào trong đấy mới biết được cái món đầu tiên là cái món đây gọi là món gì nhỉ? Gọi là sầu hầm. Sầu hầm. Trong đấy anh em mình được ăn này. Món đọt mây này. Đọt mây. Mà lá gì nữa? Lá tép à hay lá gì? Sầu hầm. Các loại lá luôn nhá. Ăn ngon cực nhá. Ngon lắm. Phải nói là cực kỳ ngon á. Đổ ấy, không biết tả được gì đâu, nhưng mà cái món này ai mà ăn được đầu tiên các loại củ nhá, các loại củ phải thua luôn, chào thua quả này khi nấu với chân giò luôn, chào thua các loại củ, chào thua bí không có tên tuổi gì. Bố ơi, bạn ơi, bố ơi, bố bạn thử là bà, thử bát canh sầu được xem chú vậy luôn, không nói tuyệt vời luôn. Quên sầu luôn thật. Còn một món nữa là cái món cũng sầu sầu non à, không phải sầu non mà sầu ương ương, sầu giả, xào thịt bò. Quên mất lúc đấy, quên mất lúc đấy biết thế để quả này lại để xào. Còn này nướng chín rồi nhưng mà ăn cái món này ngon quá, từ từ ăn thưởng thức cái món này phải sau đấy. Ngon. Quá ngon luôn đó, bùi béo, cho kiểu đấy. Thánh. Ăn được sầu riêng không? Ăn đi, ngon nhỉ. Thử xem. Ngon mà. Thật. Mở mà. Thử xem. Chân giò ngon. Bùi béo. Ngon đấy.